Đợt Từ từ, chết gọi cha, lại có chuyện hiếm xảy ra. là loại con nào tỉ Cái gì thật đề trài hẳn hoi. thì Là có mi hơn. Tuấn sẽ bị dai câu. ôi, ôi, cái Đây, này đố là mình giống anh trai siêu mà đại nữ đi luôn. lăn nhăng. Cái ông anh 56 tuổi kia Ai lôi đi cái thứ rồi xin trời nhắn ơi, tin. cái tờ thật trời ơi, vẫn cái ông đấy à, cái ông rủ chơi game gì Ôi nhỉ? Kiếp. rồi. GTA năm. Ừ, kinh Cứ thế. nhớ nhớ vào đấy, mỗi lần ông đấy chơi cứ khoảng được 1-2 tiếng cái ông đấy. Thôi, anh muốn đúng không? Anh phản đây. Ừ. Thế. Nhưng toàn câu Tuấn thôi, kinh lắm. Kết nối Pasek Ừ. chưa? À, chết quỷ. Đối tượng đấy cũng đáng để mách mi. Bị nguy Ừ. hiểm. Càng không phải là gái là nguy hiểm. À không, phải Này. cứ nghĩ là dai là an toàn. Chị đừng có ngăn cản ước mơ có PS5 của em. Tổ đấy, Mày ơi, bán tổ. bán thân bán trinh Tao nói thiệt với mày luôn vì nha, mày đừng bao PS5. giờ. Tuấn. Tuấn ơi. À. Vì Ông đừng bao giờ mang PS5. dụng mình, nhớ chia. Tổ thế. Sao bọn này bây giờ tất cả đều vì PS5 mà bán trinh. Người ta là bán thật đây, bọn này bán trinh. Anh Nhi Chị nhá. Phương ơi, chị Phương. Này, năm tầm tuổi cha chú của Chị Khang Phương. đây nhá, Khang nhá. Chị Phương. Em còn chinh đâu mà bán vậy? Đây là chuyên 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 ấy Chị tiết chuyên đàn ông. tổng người ta đã phải nói tránh nó rồi lắm Câu hỏi chị tiết nói là là chinh cũng không tiết phải đúng tổng. không chị? Chuyên tuyết, chuyên tuyết, chuyên tuyết. Nhưng chuyên tuyết đàn ông ấy đấy đấy, dầu ăn ấy, dầu ăn ấy. Ờ thế rồi, thế nào À, mà dầu tôi ăn thường khác lại tăng nét thế đời rồi, trai. chị lại thằng mập này. À. Giờ mình vào trước đấy. Nghĩa sao? Chị có nghĩa sao? Hết băng tuyết bây giờ lại đến thành Chinh tiết. chinh tuyết. Mòn Mòn cho tao hỏi nha mòn. nào ở đây? Tát phát Lộ 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 Tuấn 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 luôn. Tuấn Tuấn ơi. À. Bây giờ nè, tao có kế hoạch này em nè, có phải mày quay đường đứa con gái không? Bây giờ tụi mày làm theo kế hoạch này thế không? Tao Gái ngốc, đâu, tao lựa đây chọn cho là mày ok đây không? đây là dai mà, dai 5 6 tuổi. Nào bây giờ nè, tao cho thằng có cái mày được, tao đổ giỏi cho mày ok Tuấn đồng ý mà. Chắc được đấy. Này con này dùng chiêu nào ấy nhỉ? À, thế chết rồi. Từ từ. Từ từ. Cái này vì PS5 mình phải. À còn nhớ là ông này còn không cho gọi chú gửi gọi anh cơ. Ôi Bấm A chị ơi, bấm A để đập nó xuống đi. từ từ đang kéo. À, rồi. Ê à, ê đúng rồi Tuấn, bây giờ tao có cái thằng hay lắm. Bây giờ mình có thằng Minh đây rồi á, thì tao với mày ăn. Có nghĩa là tao với mày bị đổ vỏ á, còn Minh cho ăn ốc lên. Hiểu Con đó không? đeo á. Ốc mì yết cái gì? Ê, dây, dây đổ cho chị Phương. Chị Phương. Sao cái thể thằng này nó không xuống? Bấm y rồi Chị bấm x Phương đi bộ chị bắn ơi ốc để được không đổi. vậy? Oh sh. À y rồi a chứ. Trưởng gì đấy? Ix là để chuyển qua đá băng, còn ia để chuyển qua đá thường. Ia. Đó. Dạ, để làm đi. Ồ. Không quen con này. Chưa quen anh mà cái này không rơi à?
Trời ơi, chị Phương làm em mới tập trung quá. Toàn thua gì từ nãy giờ, từ cắt livestream đi nhưng mà vẫn thua đúng không? Nhỏ phải, nghe tiếng chị hay quá, bây giờ thua. Từ, nghe thì tiếng nhạc Bolero hình như có cái đó hát karaoke. Ôi trời ơi. Ôn cho mình. Mình Nghe bắt cho nghe tao. thoang thoảng trong tai nghe thấy Bolero. Mình tay. Đây giờ nhạc vàng thì sao chứ? Gà mình. Nhau robot thì xin chứ. Sao lại mở cái cổng thành kia nó bật xuống ta xem có cái cần gạt ở đâu đây chắc chắn mấy thằng này chị bà vả cho vỡ mồm tao vả cho vỡ mồm ngươi. Chị biết mình bé không chị? Biết Chị biết cái thứ mình bé thích là gì không? Khang Xài chinh đích của đàn ông. thì đấy Khang mà thích thằng trẻ con đấy bệnh hoạn Đâu, em bơi đây. à cần cả bên kia ngon 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 I don't have enough energy for that. Rồi thì Minh ơi Minh, cầm chuyết ra bắn hết luôn Minh. Cầm chuyết, chuyết á. Góc cà. Rồi khiêm thằng ấy kia kìa. Đúng rồi, gỡ đi. Chết rồi chị ơi, em kẹt thôi. Ăn mà. Ấy da. Ấy da. Chết rồi. Rồi. Hai Không chị sao, không em. sao, win, 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 được, Hai win, chị được, win em được. tắm nước. Khổ. Gì bắn nước gì nữa. Ghê vậy. Rồi, Dầu ăn ẩm tiếp. sướng phát. Gì tán nữa mà. Dầu ăn từng phát, tên nét đẹp trai. Chắc chị phải quay ngược lại nha. Chết rồi chị ơi, em respawn em cứ bị ở đây thôi. Chị còn à, chị còn đang đứng chết ở kia thì nào. Rồi mất, cho mày skin dưới đất mày rồi. Này thì bay nè. Ok. Ngu, cảm ơn. Sao có skin ngon Mày nhìn cái súng mày mạnh hơn á. Hả? Chết mẹ em rồi. Đi hẳn ra đây Mất game rồi. I don't have enough energy for that. This isn't the time to be making a splash while we're traveling. Đi hẳn xuống dưới đi nào. But I already showered this morning. Tại tớ Sao bên súng này bớt đạn quá Khang ơi, sao mày để súng bớt đạn vậy? Thất được. Thần kinh kìa. Đời mà đâu gái hay Thôi bắt chăng đầu lại đi chơi. Chơi lại đi. Đây nó đang là một người. Nhưng mà một người lại thằng này mới là chính. Đâu, quốc Đấy. Nó lại để thằng gầy là thằng chính. À. Đời mà làm gái hay trai. Gì ngồi cười sặc vậy vậy? Oh shit, lại bị thằng béo rồi. Enter Đời the nào scene. làm gái hay trai. Con tâm Em can thử đi thẳng lên trên xem nào. Được, Không, em không đưa đi lên em được đâu. cứ chạy lên đường em cứ chạy lên trên cái em đưa về ngay. Từ từ em ra em xử lý bolero thì á. Nhìn
đi lại vậy. Ú, thằng béo. Đấy, thôi trả về là chuẩn đúng người rồi đấy. Thằng béo này nó đi chậm, đánh không hay. Nhưng mà nó còn có, nhưng còn chiêu con này chả có chiêu gì cả. A, F, I, X không cái gì đâu. Con này có mỗi đấm. Chỉ biết dùng thôi, chưa thể nén rồi em dùng quật các kiểu này, đây, ấm ấm ra. Đây, chị chỉ có uống cái này vào thôi. Dùng chiêu của con này, nó nút gì? Vẫn Y à? Y với... LB. Chị dí LB, xong là chị nhỉ... LR. LB. Chị Phương ơi. Chỗ em chơi em này, chơi em gì nữa chị Phương? Một phố ấy này. L hả? Ờ đây đây rồi. Chị Phương, chỗ em chơi em gì vậy? Đấy, chị đang chơi cái game đấy. Game hồi nãy hả? Game ở trong đấy có cái ảnh đấy. I don't have enough energy for that. Chị hỏi game ở trong có cái ảnh thì em biết ảnh gì mà em biết game. Tên game nó dài lắm. Rồi chị đọc ơi, tiếng chị... em biết tiếng Anh chị cao lắm. Không, chị không đọc được dài lắm. Rồi chị đọc ơi, chị đọc ơi. Ở trong link chat có cái ảnh. Chết rồi, ê, tưởng lại tưởng lại lỗi. À. Vẫn kẹt. Tại chỉ cái lỗ lần bé của em đều chưa vào được. Nhưng mà Asterix and Obelix. Để xuống nước đây nè. XXL. Được, được. 66. Ôi trời, chết cha rồi. À chị đang là thằng kia là thằng chính không? Thế chị cứ chạy lên trên đi, em phát được hồi sinh, em phát được đưa theo. Chắc đi. Chết cha rồi. Đi mở cái đây đã. Chết cha rồi. Tại nó kéo màn hình. Rồi. Rồi mở. Bên mày đặt bơi mày bên. Đặt qua bơi đặt. Bơi hả? Ừ. I don't have enough energy. Chết cha kìa. Ôi, tự đang tới. No way. Nè. Đang cố. Nhảy xuống. Trời ơi. Sao mày không đi đường của tao? Đặt bơm. Em đặt bơm. Đồ mà nhìn tao có cái gì nữa. Cái gì đẹp trai khổ lắm mày ơi. Nâng nghe gần 2 lần rồi đó. Hôm này xứng đáng với tao đẹp trai thiệt mà. Ờ đùm. Ơ kìa, ăn nốt cái bình nước. Ok. Fuck. Ủa. Bắn nó khen. Hai thằng nó khen. Ồ, đây là scoop skin. I don't have enough energy for that. I don't have enough energy for that. Oh shit, chị Phương đã tiến hóa, giờ biết dùng skill. Dùng nhiều. Cứ bằng
chóng mặt luôn của nó luôn. Sao mày trả chỉ là tiến hóa chứ đi. Để chỗ này đi không cẩn thận cái kẹt luôn này. Đi thẳng qua luôn đã. Ủa game này chơi mấy người vậy? Hai người em. Em không thấy nhân vật của hai anh à? Em là thằng nhắm kỹ. Mà nó vốn game chị đào ở phần game offline đấy. Nhưng mà nó có chế độ có qua LAN. Em á mà có ước mơ rồi em làm nhà phát triển. Khi chị mua game nào họ bắt buộc phải có 3 người chơi. Đấy, game này chị không mua. Ôi dồi đông thế. Thế rồi mình còn có 2 máu. Phải dùng chiêu. Ui dồi, trong mắt quá, chiêu một lúc trong mắt quá. Đời mà biết trắng hay đen. Buồn cười, bây giờ mình mới để ý kỹ mấy cái thằng mà mình bị đá không? Vì mình đá bay lên rồi ấy. Còn lại mỗi đôi dép rồi. Mới bị đá nhấc bổng lên còn mỗi đôi dép ạ. Theo em á là mình nên cầm lấy dép đó ra chỗ mấy đồ chơi bán. Ôi. Dép của các dũng sĩ là La Mã đấy. Trời, dép La Mã thì càng hiếm chị. Dép xịn à. Để gạt rồi. Có đi vào cửa này có đi được. Có đi được. Oh shit. Chuẩn bị vào thành ở đây này, thành bên kia úi rồi. Còn một đoạn được. Ui. Cái này mà hát cả đêm cái là em đỡ ngủ được luôn đấy. Thế ai hát? Em chưa chị nghe. Ôi hát thẳng kìa. Thế chết rồi. Em đã biết chuyện được rồi. Đây. Chết rồi. Chết rồi. Thôi rồi. I don't have enough energy for that. I don't have enough energy for that. Oh shit. Ủa, em không có điên. Sắp vào đến thành rồi đây này. Chết người ta. Chết người ta. Nè mini. Rồi. Ok, mình nổ rất to. Ôi trời. Đập đi. Rồi, chào bạn giờ hơi là xua. Ôi ngờ. Đánh mấy quả mìn ra. Ốp. Cái bực mình với thằng bắn ở đây nó bắn cái mình bị choáng. Trời ơi. Ây da. Ây kìa. Nó cứ liên tục này. Bật cả. Mấy cái thằng đi này.
Bùng. Ôi mập hữu dụng vãi. Mình đâu rồi? Chỗ này là ôi, mình về chỗ cũ rồi. Về chỗ cũ mà. Đi nhanh đi nhanh đi nhanh trước khi cầu đóng. Nó lại bọn nó lại một còn một mấy thằng này. I don't have enough energy for that. I don't have enough energy for that. Energy của mình hết sạch. I don't have enough energy for that. Câu này thôi. Lẹ mình ơi, Omen đang gặp nguy hiểm. Dùng chuyết luôn, chuyết, dùng cầm chuyết ra Min ơi. Minh, chuyết. Trời ơi, tao nói mày là chuyết mà Minh. Lộn, lộn nút, lộn nút quá. Trời ơi, tức quá. Chán quá, Khang ơi, sorry Khang, lộn nút Khang ơi. Khang ra nó đang chửi thầm em. Ê Khang. Khang mày đừng làm tao áp lực với Khang, từ Khang. Sắp được bàn chín rồi đấy, thằng này tởm lắm. Ok được rồi. Quên rồi, quên rồi, quên rồi. Thử lực khác xem. Băng cũng không được. Có nào đi lấy mã băng về mở cửa đâu. Ừ, chờ tí khai là chờ test cái tầm tôi lên giúp bằng áo Grand Island 2 nè. Mà khi không có mũi tên ở đấy thì cũng lạ. Thử đi xuống. Không cần giờ là được nha. Ôi ôi ôi, chỗ đấy, về chỗ cũ đấy chị ơi. Nhưng mà khi không ở, ở đấy thì mình cũng đang thấy lạ, mình không đi vào trong cái ngóc này nữa. Thử giết nốt mấy thằng này xem nào. Ôi tuổi chết thì kéo xuống rồi thì lại không quay lại được rồi. Ôi dồi ôi, phóng nhanh quá, lao xuống luôn ạ. Đây gọi là cậy bụng to.
chi sợ em nghe mang máng được mùi livestream karaoke. Ờ, lúc nãy thầy có, nhưng mà bây giờ hết rồi, thỉnh thoảng. Đấy, mở cửa rồi, đấy, phải diệt hết bọn kia rồi mở kìa. Không chuyện lắm. Vẫn còn sót mấy thằng là nó chưa mở cửa cho. Cửa thành rộng mở. Ở trong khi dáng đi. Thôi, đừng đi kiểu đấy nữa. Thế như chân vịt ấy. Đi đó nhìn trông ngu như người nhanh. Tôi không đỡ được cái kiểu chân vịt đấy. Rồi đấy, nó bảo là mất nhiều thời gian để mở được cửa. Ô, mình phải bảo vệ cái cục này không cho người kia nó đánh. Ô, đấy. Rồi, hạ xuống á. Cột màu vẫn đang đầy. Đừng có nói là vì em bê cái cột kia rồi nên là chị phải là người bê cột đá này nhé. Em chị bỏ xuống, em có bê thử được cả hai không? Không được. Nó không ạ. À? Bọn này được đấy, phân chia nhiệm vụ cụ thể rõ ràng đấy. Bùm. Đi hướng này rồi. Chắc này phải vòng lại. Ê, vào đây chỉ lấy đồ thôi. Ừ, nghe hẳn đồ dưới ra. Ờ. Lên trên kia chắc là phá cái hàng rào che. Đừng có phá đi hả? I don't have enough energy for that. Thử cầm cái đấy quăng quăng. À, đốt 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 đốt. Ồ, rồi em có thêm đá lửa. Rồi rồi, đấy. Đã bảo mập hữu dụng mà. I don't have enough energy for that.
Ôi ôi. Keep me, ok. Còn khướt nhé. Động vào bước qua sát dạng. Khổ tên anh. Anh bê kiểu này. Em tưởng không bê được cơ, đúng để bấm nát nút A vẫn có thể bê được đâu. Một tay kia. Thả xuống đi. Cái bên này được rồi. Stay away. This time it's my turn, Asterix. Ui giời, tưởng là công chúa thì ra hóa ra là một bà già. À không phải bà già, tóc bạc thôi. Nhưng đó ta đen. Tưởng là công chúa. À, anh phải protect nữa rồi. Ôi sao mà lại duyên dáng thế chứ này. Trời ơi anh, chị ơi, một người đàn ông mình hay ngáp hay gọi là có cái bá khí, chị hiểu không? Dù em mà ăn hại khí. Oh shit. I don't have enough energy for that. Hôm nay cả ngày không uống ngụm Monster nào rồi lại thấy buồn ngủ. I don't have enough energy for that. Ê, Tuấn, tôi có thức uống giải khát này mà khiến ông tỉnh cả đời luôn, uống nghèo. Đâu, thôi đi. Sữa dê. Ôi trời ơi. Sữa dê nguyên chất á, chị Phương uống thử không? Không, à, chị bình thường là ăn sữa chua dê rồi. Thơm không chị? Người ta cũng làm ấy rồi. Chị biết sữa dê mùi ra sao không? Uống mà uống trực tiếp từ vòi bú với mình thì mùi đúng rồi cái đó thì nó mới hơi hăng mùi chứ còn đã rồi mình uống sữa dê chung khác nào, đã uống nước đá chung gì? Rồi thì đỡ uống sữa dê không khác gì uống nước đá dê luôn. Không mà, em thấy chị Phương chưa giờ thử món này nha. Sao? Chị Phương thử món này chưa? Đi vào rồi lại đi ra này. Món gì? Lại đi xuống dưới đi. Chị ăn đun dừa chứ. Không, chị sợ lắm. Nhìn đi. Ôi ơi, ăn ngon mà, thấy trên mạng chúng nó bảo ngậy ngậy. Biết đâu em ăn của nè. Miền Nam nhưng mà mình vẫn kiểu cảm giác sợ nhìn ấy. Em thấy ăn ngon mà. Chứ em ăn rồi. Mình sợ lắm. Trời nhìn. Trời chị ơi, chị đàn bà quá chị ơi. Con mà. Thấy bọn trên YouTube nói thế. Tôi đàn ông chắc. Lộn, chị con gái quá chị. Ủa? Sao mới nãy mình nói chị đàn bà sao chị em nói là chị đàn chị em gái chắc mà chị đi đi đàn ông. Một tên ở hướng này thôi. Cái map này rộng quá.
đi mấy đường nhìn có tiếng như kiểu kiểu khu chợ ấy nhỉ, tiếng ồn nào của khu chợ. Ôi lấy hai cái bánh xe vẫn còn thằng mập ở đây. Tớ lại quay lại nó bảo mình làm gì ấy, đi tìm bánh xe kiếm hai bánh xe à? Hình như là đi lên hay sao. Ui, không nhìn hình như là xương rồng hay sao. Okay. Chết rồi. Toàn xương rồng. Ở đây. Asterix, are we going to have time to buy some souvenirs? Ở đây mở à? Thế. Em lại bắt đầu trong cơn phê rồi. Hình như là sao hình như lại có mỗi em là phát ánh sáng này. Có đèn rồi đó này. Tại cục đá lửa của em. Ờ thế nào. Ờ tối quá không nhìn cái gì. Thật, thông mập này lợi hại thật đấy. Hữu dụng vãi. Đốt luôn cái sườn bây giờ. Này, Dragon Ball. Đây chỉ là cây trung tổng tiếng Anh là gì em quên mẹ mất rồi. Mình cứ nghĩ là mình nhập vào cái. Tối quá. Ăn được 1/15. À kia ở trên xe, kia có bánh xe kìa. Cầu thang này không lên được. Lại phê. Ở trên có một cái cửa này, có thể làm là để đi lên trên nó bắt đầu đi đi sang rồi. Đi vào trong này không có gì à? Đi ra đi vào. Check out.
cửa này là xuống à? Cái này đi ra phải xuống à? Mê cung quá. À. Ơi ăn nha. Gọi là kẻ làm người ăn. Em cái này lại đi xuống. Quá chị ơi. Sao thích tình? Dạ không thích tình chị. Em có người yêu nào thích chị? Không, em gì có tình mà thích. Em mất chân rồi. Nếu như mà thấy một cái thảm bay nữa, bắn nó. Để cho trả lời. Qua. Em ước gì? Hôm nay một ngày chơi nhanh mấy rồi vậy? Mày là từ ai? Chị ơi, nữ quyền. Trời, rất nhanh. Mà ngộn ha, mình chơi game mình thời gian không chơi nhanh. Thế giờ em ngồi chơi game cho qua có mấy tiếng chứ gì. I don't have enough energy for that. Trời ơi, tiệm bữa nay thằng nháo nó kiểu chăm học quá ta. Thấy bảo nó đang làm tập làm văn cái gì xong ôn địa với lý gì đó. Chị biết tại sao mà em không có bài tập về nhà không chị? Tại vì em có đi đâu. Sao vậy? Tại trong trường em làm hết rồi cần gì đây nha. Ok, no question. Thế lý do để về nhà đó còn phải làm ấy. Hoặc là kinh đấy.
Đi tên gì vậy? Bài tập, bài tập bạn chép giùm mà chứ không phải em chép đâu. Thì cái hồi em còn đi học về để học luôn đấy, không được học kể cô giáo thuận bên số phận bài cũng đéo lên thoại, tại sáng mai đằng nào lên cũng sợ mới là cái kiểu không là đúng rồi ấy có tự game này chị cái gì một tên cái trà với cả trường chua nan nó khác nhau lắm. Có lẽ mình cứ giữ gương mà phải tập xem chết ngay. Tự nhiên được đi thì là chuyện. Ấy là. Rồi em gửi cho chị tên game bên cái chat đó chị. Bé rồi, hồi bé nó học cũng kéo lên 9-10. Game này multiplayer luôn mà. Mà đốt này ok em phê xong đó rồi em đốt. Để đợi đốt hết, không nhìn gì cả. Đây có cửa này. Rồi mình sẽ ra sao? Ồ, biết lò. Rồi mình nói như thế nào? Ồ, online stream remote, remote player. Ồ, được. Ồ, cái game này chị Hương chơi remote với em được nè. Nhưng mà tối quá, em không vào được đúng không? Đúng rồi. Thằng bị làm cái lỗ bé đấy à? Ôi vậy em chơi em gì em nhỉ? Lần vẫn vào được đấy. Thấy Valorant. Mình nhìn nó không nhìn thấy cái gì cả. Chị có đang thấy em chơi game gì em nhỉ? Mà trên đây phải đốt. Đúng là không vào được thật à. Tu bà là em. Thôi đi ra, tôi không nhìn thấy cái gì. Đây phải mang cái bếp lửa này theo. Ủa dồi ôi, game này đây này, khổ, nó bắt tôi lại phải chui vào đây mang ra cái bếp lửa. Rồi đấy, game kết cấu lắm chuyện lắm này. Đây đốt rồi này. Gì nữa? Đốt hết. Chắc là xong phi sao. Chết con mẹ rồi. Bê cái này thì không ấy được. Xem có thả được xuống không rồi. Kiểu bê cái này thì không phi người được. Rồi đấy, chết chết nhông rồi. Tốt quá. Không biết trên đây có cái gì không mà làm mình mất thời gian. Không nhìn được. Không có chế độ lia đùa. Lia đùa. Như này nha. Thôi. Ôi đường còn dài lắm chị ơi. Thật.
Không biết có cái mẹ gì trên đấy không. Tôi đi thẳng đến tiểu tử. Hay phải quay lại. Lên trên này thì lấy mất cái bếp lửa rồi. Lấy cái bếp lửa này. Thế ở đây đã đốt rồi này. Căng mất rồi. Ui. Đi ra. Mệt à. Nó bắt mình tự tìm đường rồi. Mát gì nữa đây. Lúc nãy đi lên đây thì cục đường theo đúng mũi tên lại cục. Thử đốt cái đấy có được không? Đốt nó thì được gì? Khang đã nghĩ ra game gì chưa đấy? Chơi co-op được ấy. Nên đem chơi game này mà. Chơi hai người à. Game này chơi chỉ được hai người thôi. Bao nhiêu game sao không nghĩ. À nó xếp, nó vừa có xếp vinh này. Hình như nó vừa xếp vinh thì còn để nghỉ tạm. Xếp vinh rồi. Nó có xếp vinh rồi đúng không? Thế mà kể cả ấy nó cũng xếp đoạn này thật là mình đều. Thì đỡ phải đi lại. Mai có gì thì đỡ đi lại. Định nghiên cứu. Rồi lên kẻ xuống. Thôi tạm nghỉ đi. Chờ nó một lúc để cái tay cầm của em kết nối được với cái mạng này, với cái máy của chị á. Ok, tôi nghe được cái tiếng ấy. Chư chư chư. Ô, sao mình lại mặc đồ của bọn lính địch thế này? Vừa mới trên outfit. À, có... Không thì bộ nâu phè lắm. Có mỗi ba bộ. Đây gọi là trà trộn.
Ôi, vãi sân trường này. Đấy, nghe cái tiếng. Rồi. Đâu đấy giờ kiếm bánh ở đâu? Đây, ở trên. Hôm qua vào trong cái hầm đấy nhưng mà không... Có một cái hầm thì chuẩn rồi. Có một cái hầm thì mình không chui vào trong cái góc của nó nên không để ý. Ở đây hóa ra là còn có cả chế độ upgrade này nọ. Như bên này để trả cái hầm kia luôn nhỉ. Như bên này một cái. Đúng rồi. Đấy. Vô luôn. Bây giờ ông đốt hết là tôi ở đống này. Tôi còn lên trên lấy bánh. Này mình chơi chế độ một mình là phải một lúc điều khiển hai con. Được một bánh tiếp theo là khó này. Bánh kia thì quay lại cái hầm hôm qua mà cứ đi bê mãi cái quyền lút. I don't have enough energy for that. Mình cũng không biết là có chế độ upgrade ạ. Hết trận thì mới upgrade được cái này. Thế em là... biết rồi. Không biết là nhấn nút nước nào. Nên mình đã thắc mắc là tại sao cứ ăn mấy cái này trong game này để làm cái khỉ gì. Mà thật mình đây là người dân. Đốt cái này thì hình như là cũng để sau còn đi vào một cái cửa về sau cửa khi mà ăn hết hai bánh xe như là vào cửa đấy ra. Mình trước này nó báo là không đủ energy. Qua là vào cái hầm nào mà để bưng. Ê à, ghét mấy cái thằng xỉa này.
chia sẻ cái hầm cho đâu nhỉ. Chắc đi sang hầm này. Đây rồi. Đi sang mập. Đây rồi. Chính nó. Là ông mập tốt hết rồi tôi. Chú. À dạ. Đi ra sau đường. Cái đoạn này hôm qua là lói cả mắt rồi. À hình như lên trên kia lấy cái ấy đã chứ. Lại lên trên này lấy cái bếp lò. Trồng xay. Nuột. Á chà. Úi. Đù. Tức quá thật sự. Xa thế. Xảy chân phát là đi rồi này, lên này. Không dám đi nhanh. Rồi. Rồi, luôn. Xong. Go back to sea. Ok. Đi ra. Rồi, thằng anh con này mới dịch con xe qua chỗ khác để mình đi. Đấy, chính xác. Bây giờ là đi lên. Ở không phải. Ở đây. My palms are all slippery in this heat. Don't drop them in here, Obelix. Don't worry. I'm the sort that holds on to the bitter end. Chị chả đừng để được dưới. Thằng dưới đúng không? Hay là phải đi lên cái cầu này. Đấy, đi lên cầu đấy. Thế thì phải chui vào cái hầm đây. Upper level đây. Rồi. Đốt. Úi giời. Để nó đập em đến mức em phiêu rồi. À, dây thuốc lào. Chụp kìa.
có cái thằng nào như cũng bị đơ theo đấy. I don't have enough energy for that. 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 Ừ, nhưng mà chỉ sức yếu vừa là. I don't have enough energy for that. Chưa upgrade được cái con khỉ gì. I'm too tired for that. Không biết này. Ui, nhiều thằng ấy thế. Cố lên, cố lên. I don't have enough energy for that. Ôi chết chết rồi. Mình là con béo à? Ô hô. Chết mà phát lại cho bay về đây. My palms are all sticky in this heat. Okay, hình như là ra cái quay hao gì sao. Đấy ra chúng mấy lên cầu này mà. Ui da. Ai. Ai á. Cách cái thằng này nha. Lạnh con. Cái này cũng khiến là mình mất máu chỉ bởi vì I'm too tired for that. Đủ đông thế. Đi ra ngoài. Đi vào cái gì. Chắc là đi ra ngoài thôi. Ok ok ra ngoài. Asterix, it's economic crisis. My friend, how happy I am to see you again. Our still economic crisis. Wuhan.
hàng về. Nhưng mà upgrade. Đây là của ai? Cái này mua hình như cả hai được luôn hay sao ấy? Energy này, mua energy đi. Mình chưa nâng cái gì nên có nhiều lắm. Đây độc. Nâng máu cũng được. Nâng hết đi. Không đồ rồi. Hết rồi, hết rồi. Hết rồi. À đâu còn cái gì? À đây vừa rồi là của thằng. À đâu đây là cái gì đấy? Của thằng à, từng thằng. 5 hit. Upgrade. À, mua để kiểu như mình combo kiểu. Cứ mua có bao nhiêu dùng hết trước khi đến end game. Hết tiền rồi đấy. Ok. Object là cái gì đây? Để xem object là làm gì ta? À mua đồ, mua này để thỉnh thoảng hiên linh phần gặp trên đường cũng được. Đây, chắc có đây tiếp. À, chắc phải lên rồi mới thấy một đứa gạt à. Bắt đi tìm bát. Ôi ôi, nhiệm vụ đi giải cứu mấy em gái. Ôi giời. Cứu tận hơn 20 em. 24 em kìa. Vãi. Về tính giải cứu bằng cách là giết bọn này gì? Tăng máu nhưng mà chả cho là đang trong trạng thái full gì cả. Ôi một em. Mẹ lại nhờ còn nhờ thêm cơ. Kìa là nhiệm vụ phụ cơ. Chào chị, tôi không có thời gian. Quay lại đây để xem có cái đường. Chắc là có cái đường hầm để lên. Ở đây đây. These Tyrians are very welcoming. It's the little things that make all the difference. Chết lấy màu đã. À. Đấy. À. Chị chà, chắc là phải đi xuống chứ không tránh đi đường. Và ăn đấy thì ăn
Rồi bỏ con chó. Ôi ôi có thằng giáp gai kìa. À ai này? Mập vãi. Mập này, mập này, mập này. Ai à? Lại xoay điều thuốc là đứng nữa. Úi dồi. Bảo sao mà có cái nghĩ bọn nó chơi một mình bọn nó đi nhẹ nói khẽ chắc là được tránh. Chị em mình cứ tả xung hữu đột luôn. Ôi trời, chết rồi. Mình vừa bảo là chạy đã, phòng bị nó đợp, phòng nó đợp thật. Rồi, yên tâm, giờ phun máu rồi. Điều này chứ, cái đấy mình lấy rồi. Các cửa sẵn, mở sẵn rồi, cửa mở sẵn rồi. Giờ chỉ xong vào thôi. I don't have enough energy for that. Thật là bầu như ruồi. Ngừng đổi cho ta.
Ui, đầu thế. Quá. Phun máu mà cuối cùng còn một giọt này. Cái bọn này. Em còn nửa giọt. Thật. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi, nó lại còn... Nó lại còn phóng phi tiêu ở trên nữa chứ. Thôi mày ra đây rồi. Tao diệt từng thằng. Ở trên này như là có cái gì ờ phải lấy cái đấy à... Ôi dồi ôi sao mà khổ thế chị. Em có cửa à, okay, cần gạt đây. Để thôi, có phải cái đó cần gạt đâu. Thêm lên kiểu gì ta? À đây, đây có cái cửa, thế đi về lên là cửa này. Vẫn còn na. Ôi dồi, tôi chết rồi. Ui vãi, tôi vãi chết cả hai ôi. Luôn. Ôi, đi ra cửa luôn. Asterix, can we say time is your time is? We don't say anything at all, Obelix. Otherwise, we'll be spotted. I'm too tired. I'm too tired. Đã mình còn đợi cổng thiên này. Đây tí nữa thì nào cũng phải. Đi lấy mấy cái à thì có cái cần gạt thì không đủ đông lắm là chắc là phải đi lên trên cái này. Đã quên B. À đù. Nó nhường cho một cái đùi gà đấy. Okay, cháu cách nào để lấy được cái này kìa. Ôi giời, ôi giời.
Con giết thằng trên rồi đấy. Điên rồi, tới mọi người cũng phải đánh thôi. Nặng quá. Ủa giời. Vàng nguyệt quế. Được 2 trên 3 cái rồi. Bệt mỏi. Thôi đi. Nào cái gì đây, xoay vòng cái gì đây, chắc điệu này là phải đi xuống dưới không đi lên trên. Ừ, này xem có gì. Này, này thì vui gà. Đúng rồi, mình phải đi trên này cho khi đến chỗ kia. Cái hầm này là đi xuống dưới à? À đây đi lên trên. Đây rồi, sao? Rồi. Lại phải quay về.
Đã quên. The girls are here. Come together. Úi giời. Cái gì này? Được gì mà? Sổ là như chó này. Hay là bắt không thấy có nhiệm vụ gì, đoán chừng là phải giết hết cái bọn. Không thấy có mũi tên gì cả. Ông à. Thánh chỉ đây rồi. Ờ. Chui về đây nữa. Hết. Game nhìn sai khiến hơi nhiều. Quay về cái chỗ bến cảng tiếp rồi đấy. Tìm được á, bây giờ nó mới cho qua. Đốt cái này lên đi chị ơi. Hả? Đốt? Chị cho em có thể để đốt rồi. I, B. Với tiến độ này thì bao giờ hết hết game chắc chắn không thể là trong hôm nay. Mới đi được 50% game từ nãy giờ cho gần 2/3, gần 2/3 các này thêm buổi nữa mà đấy là không biết là game này có boss biết gì không, không cần biết. Có boss mà khó quá ấy, thì thêm buổi nữa. Ừ đấy. Đấy mới là boss nó cứ bị khiến là đi, chơi đi chơi lại là mệt.
Đã để thành tổng thành. Thổi kèn, thổi này, thổi này. Đông phết nhỉ. Đi một tên thì là ở bên kia. Bên kia chắc phải gạt hay lấy một cái gì đấy đó. Ồ ồ. Chết chết. Sao mình thành đi ra ngoài. Em đang ở đâu đây? Chết rồi. I'm too tired for that. Đó. Hay quá. Tưởng lại kẹp. À đi. I'm too tired. Đồng vãi rồi. À, hết phá, hết phá, hết phá. Ôi đùi, em nó định kêu là chị đừng nhớ, chị đừng có động thủ. Thế á? Chị tưởng là phá hết cho nó. Ôi chết rồi, nó không thở còi rồi đấy. Mấy thằng này nó còn yếu, mấy cái thằng cầm chùy hay mấy thằng béo mập. Đây, đoạn này chị cứ để bình tĩnh để em. Đi nhẹ nó cái kia diện. Cái úi giận, úi giận. Cái đến em tưởng mình đang mặc đồ nó thì mình đi bộ đi qua nó được. Nhìn trông rồi. Đấy. Nó vẫn có sự phân biệt giữa hai màu. Đi lên trên. Mấy thằng điên này nó cứ ném. Mình chưa biết dùng cái độc. Mấy cái bình này. Của em là có bình này. Của chị là
con chó. Mình đang say trong thuốc lào. Đấy à, chết thương quá. Chết rồi. Bay game. Oh, chết game mà không xếp đã là chết. Vừa bị hiện tượng bay game. Tao còn phải chỉnh lại ấy nữa cơ. Độ phân giải. Mình chính tôi chơi 2K đủ rồi. À không, thì nó mới full màn hình đã, xong bắt đầu vào trong game được ạ, thì bắt đầu nó mới quay về được. Thì mình mới lại chỉnh 1920x1080. Đó. Biết là xếp mình cho mình là đoạn nào. À, thực ra mình vừa mới vào cái map này thôi mà. Thổi này. Đúng rồi, lúc đấy quả đấy cái dấu mình cứ chạy cái dấu ở chấm nó càng lớn cái đấy lên xong là chúng nó mới bắt đầu biết mình. Ừ. Mình cứ đi bộ là còn lành. Bọn nó chơi lúc chơi bọn nó chơi bọn mình ấy, bọn nó đi nhẹ là kẽ cây duyên cửa, còn đi trốn. À, chết. Chị có gì cần chỉ cần di chuyển thì chị có gì mạnh quá chị cứ đi từ từ bé tí là nó bắt đầu đi bộ. Đây à? Hay đi nhẹ nhẹ xem nào, có cái chế độ nào đi nhẹ không? Đẹp. Chúa trời bắt tao phải đánh bọn mày. Thôi chết kiếp, vừa mới thổi xong kinh quá. Lại thằng thổi coi.
I'm too tired for that. I'm too tired for that. I'm too tired for that. Cái thằng chó này nhá. Điên quá. Chọc 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 này. I'm too tired. I'm too tired for that. I won. It's payback time. Nè, được đúng cái đồng. Và này như là mỗi lần muốn upgrade thì gì phải ra cái shop không? The chain isn't blocking the port anymore. Economic crisis's boat is free to leave. A chain to stop boats from passing through. The things they come up with. Hey, Asterix. Lại chỗ lúc nãy à? Economic crisis, we have good news. We've opened up the port. What? And to put it poetically, so Asterix, Obelix, and Dogmatix set sail for free on a... Anh này, tưởng là soap, à đấy, open soap này. Xem có cái gì thì upgrade thì mình là upgrade hết rồi đúng không? Ở đây vẫn còn này, ultra poison. Đây, trời hẳn cái này đi. Mega energy trong máu. Này không đủ. Nè, đây trả đủ tiền mua gì rồi. Ờ. Upgrade thêm mua được cái gì rồi. Một cái healing này đi. Ơ, ta trả thấy... À, 717 chứ ta trả cho mua. Mình phun máu rồi. À, cho phun máu. Úi giời. Úi giời. À, bây giờ à. Nhiệm vụ mình là không phải làm nào để không bị bọn kia
Bây giờ chưa biết nút nào đây. Đi nhỉ? Đi. Đây, chị chỉ dịch tí gì ấy nhỉ? Cái cần để di chuyển chỉ dịch một tí. Hoặc là đây bọn. Đây, đi lên trên này. Đi sang bên này. Đi vòng, có đi vòng được. Chết là không được. Bọn nó đang đợi bọn okay, nó đợi bọn nó quay đít thêm nào. Ui, nhưng trước mặt lại còn bọn kia rồi, thôi chết rồi. Đẹp điều này là phải đi lúc cả hai thêm một hôm nữa rồi. Phải hai cả hai cái thằng đấy nha, thằng này nhá là để đợi thằng bọn kia nó quay đít này, bọn trước mặt đó. Ôi chết chết rồi, bọn này quay đít thì lại bọn này thì đứng yên ở đây. Ôi nó vẫn nhìn thấy à, nhìn thấy cách thoải mái rồi. Có nút nào đi nhẹ nó cái kề viên không ta? Gì mà chỗ em nói chị ơi. Kệ nó, cái thằng điếc. Coi như không nghe vậy. Cảm thấy mình bị xa lắm. Đứng ở đây này, đợi bọn kia quay lưng này. Em chịu quen, rồi, cái này chịu quen không chị? Cái gì? Quen em không? Quen em là cái gì? Đang tối đợi Siro nữa là chơi cái Lost Caster cơ mà. Đợi bọn Hiro hay là Siro? Siro, Siro. Hiro chỉ chơi được cuối tuần thôi. Đây, để tối nay em chơi không? Sao mấy thằng ở trước mặt kia nó không ấy nhỉ? Nó không quay lưng đi nhỉ? Chịu rồi. Em chịu rồi. Lại phải xem rồi. Gọi Siro đi xem nè. Ấy chơi Siro hẹn 7 rưỡi. Úi dồi, bọn này thính thế. Đấy, giờ là 7 giờ 7. Khang nhiệm vụ đi gọi Siro đi. Anh nhấn phát Discord rồi đâu. Chị nhắn đi. Đợi tí. Đấy, 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 đấy. Móc ra đây, móc ra đây, đấy, đấy, đấy. Rồi, hiểu rồi. Đi, đi ra. Sát mép biển. Đi luôn lúc bạn nói đang đi ra. Cái đẹp. Rồi mắc vào đây. Từ nhá, để nhìn đã. Asterix, do we say crustaceans or critters? Nhưng mà quan trọng là đi ra đâu đây? Thì còn biết. Thôi chết rồi, chết rồi, chết rồi. May quá. Ủa chết rồi, chết rồi. Đấy chứ, dục tốc bất đạt. Ông tưởng ông nhỏ con mà nó không nhìn thấy. Mắc nấp ở đây đã này. Đợi bọn nó đi. Asterix. Nấp ở đây này. Thằng to vãi cả đái nấp bên cạnh cục đá bé tí là chúng không đéo nhìn thấy được. Thôi chết, từ 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 từ. Từ nhá. Hơi vội quá. Ôi, ôi, ôi. Nấp tay không lên trên này. Tôi chết rồi. Ôi ôi. Hơi hơi lần ra đường ạ. Không biết là nó sẽ bắt mình đi dài đến đâu thôi. Phải nấp mẹ vào đây ăn với uống gì. Cái nút kia.
Asterix, do we say crustaceans or cretists? I'd rather you didn't say anything at all, Obelix. Ai chà. Đi lên lên trên đúng không? Con chó điên kia, cái con sủa. Ôi tôi chết rồi. Sorry. Lấn qua tảng đá một tí, to quá, người mập. Vẫn còn tham ăn đấy. I'd rather you didn't say anything at all, Obelix. Này đứng ở đây à? Không nào nữa, đi thẳng lên trên hay là thế nào đấy? Thôi chết rồi. Sao bọn nó vẫn nhìn ra nhỉ? Em nhỏ chị to. Ừ. Chết rồi. Đoạn đấy dài thế. Asterix, do we say crustaceans or cretists? I'd rather you didn't say anything at all, Obelix. Rồi chết rồi. Úi dồi sao chết rồi, nhìn thấy. Thế thì sang bên phải luôn à? Chắc nếp đằng sau mấy thùng gỗ. Có thể thế. Asterix, do we say crustaceans or cretaceous? Mắt bọn này đúng là mù hơn cả dụng CT. Cách cũng 3 mét thôi mà đúng là không nhìn được rồi. Con chó điên kìa. Như nếu nắp đằng sau mấy thùng gỗ ở đâu. Ừ, nhưng mà mình đang nắp ok tại con chó nhà mình ý. Ừ, cũng là đều. Hoặc là phải đi thẳng sang phải luôn. Ok, lắm chuyện lắm cơ. Úi giời. Wolverine. Chết chết quên.
nhanh chị. Đây có một thằng lại, phải đợi cả hai cái thằng này đi. Nhiệm vụ là đi lên trên đúng không? Không biết cái... chị không biết cái đường của em đấy có lên được trên không. Ngáp này. Chặn mẹ đường đấy, chị bảo là nó vào đây chủ yếu là để ăn đồ thôi, mình ăn nghi nghi rồi. Rồi ok, nấp này chắc là vẫn phải sang đây thôi, nấp đây. Biết lúc nào cái bọn lính kia là đi xuống để mà. Đây rồi. Thêm một cái lính nữa thì thôi mệt lắm. Đấy, chỉ muốn đánh trực tiếp đi, khổ quá. Đừng bắt sống lén lút. Tưởng một tour nữa thì cũng mệt lắm này. Đã bảo sống lén lút hèn hạ mệt lắm, không quen. Cứ xông vào nhau kịch chiến đi. Đấy, mod hay gì, Zolo nào. Đấy, vào hầm rồi. Úi giời. Đầu trâu. Ôi. Oh, sorry. Hóa ra là đường ra. Đi thẳng vào chứ quên mất. Obelix, it looks like we're in the Minotaur's labyrinth. Well, if you know who runs this place, has. Lại mê cung à? Everyone okay? Chị tệ bước chân quá. Tại à? Hết mũi rồi nhưng mà lại buốt chân. Kiệt quá, ở Hà Nội hôm nay bắt đầu tối thì cũng đã lạnh lạnh rồi. Lạnh như cái chỗ của em 14 độ nhưng còn lạnh hơn cả 10 độ, đợt trước 10 độ tại hôm nay có gió. Kiệt. 14 là cũng lạnh rồi. Sáng nay thì vẫn còn tàn tạ, trưa là hơi nắng nắng. Nhưng mà tối vừa rồi thì là... Ồ. Ngay bắt mình quay lại. Chắc gạt lại đi cần. Ở đó hay đi cửa này. Đấy, có hai cái cần thì một cái cần chuyên dùng để di chuyển với cả góc nhìn nó kiểu. Thì cái cần đấy của em nó chưa bị mòn gì nhiều. Những cái cần dùng để di chuyển nhân vật kiểu bị mòn vãi lái thôi. This cryptic cave is truly awe-inspiring, Obelix. The columns are colossal and almost cyclopean in size. Its architects must have been giants, Asterix. Xem có cần thì gạt lại cái cần kia nhỉ? Ừ, chị thử bấm y đài xem nào. Chị thử bấm nút y đi. Đấy, bấm nút y xong là bấm y thêm phát nữa kìa. À, ờ, như là nam châm ý đúng không? Nam châm. Ừ, biểu tượng là nam châm. Đình. Dùng nam châm tiếp. Phi trường. Ôi giời ơi, giải đố rồi. Lại chạy ra chỗ em rồi đập nằm. Oh my.
chắc phải đứng ở đây. Đó, what's wrong, Obelix? You look pensive. Asterix, it's that new power. Yes. Reminds me of magnetics that drew. Tiền lãng 5 giây rồi. Cô gái mở đường. Sáng à? Em lên đấy để làm gì? À, em đứng lên cùng bám chân. Ai kia vút cái kia để nó ra. Quay lại chung chơi. Này chị đã cho em rồi, chị vút một cái đấy. À, rồi. Ôi. Chết cha. Ở may nó không thụt vào đúng không? Đợi. Tưởng mà tính thời gian thì mệt. Ok ngon, em trúng mũi tên rồi, em phê rồi. Như còn bay xuống dưới. Chết cha. Lại phải đi lại. Sao bên kia gặp cái cần. Ok, chờ 10 giây nữa đi chơi. Chơi vụt cái cân gà lại đi. À đây em hiểu. Sao không ra gì nữa cả. Đây. Thế chị đứng đây mà chị bụng thì chị có bay không à? Làm nào để hai cái kia nó phọt ra. Cái này mình không vào được. Phải nhanh.
kìa. Kìa. Ừ, kỹ thuật chưa cao, kỹ thuật chưa cao, xuống đi. Thôi, tập lại. Cái này lên này. Chuyển đến đây luôn rồi. Cái này không ra ngoài. Làm nào để nó phọt ra. Đi nhá. Như này này. À rồi, chỉ dí nút A ấy. Dí để cho nó đập nó pha hơn. Rồi. Oh my. Đen. Rồi, dí nút A, ok. Rồi. Ok. Úi dồi. Anh nghĩ ngay. Mất máu quá. Ôi khổ, trời ơi, chết tôi rồi. Ôi ôi. Ở may quá, không mất đi lại từ cái đoạn kia. Để dành lấy tí nữa, mất máu ăn. À đủ. Đi về trái phải đi không biết. Nó thì nó là báo là trái đấy. Anh ta chết con mẹ tôi rồi. À đù. Hay đứng ở đây thì mình không bị. Ừ, tôi vẫn bị. Thế có đau không? Mình phải nhớ rồi okay. Nó có cho đi ra đây. À đây mày quá. Lại tích tắc giờ rồi. Ok. Thần kinh này. Chết thì chết luôn đi chứ lại còn. Sợi tiên lãng ở cái vùng nào này. Sao mà không chết à? Ôm nha. Nếu mà single thì nó lại là single thì nó lại nhân vật chính lại là thằng mập à?
đủ. Điên. Thường là cứ mỗi lần lỗi là báo